không? Con là đọc sách. Đọc sách à? Ồ, mà bạn này rất thích đọc sách thì con đọc những cuốn nào rồi nào? Nói là con biết. Kể tiếp, con kể tiếp là con đọc những sách gì rồi. Thế bây giờ gọi là khoa sách nhá, cả nhà đồng ý không? Khoa đá đâu nhỉ? Đứng lên con xem, con nhìn mặt lại khoa đá nào. Khoa đá béo hơn. Khoa đá béo hơn đúng không? Rồi, tiếp tục ở dưới đi. Ở trên này rồi, tiếp tục ở dưới đi. Một bạn nữ nào?